Hello, hello anh em. Hello anh em nhá. Hello tất cả anh em. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình anh em ơi. Lại tôi đây. Đấy thì hôm nay lại tiếp tục cùng tôi tham gia tựa game đây còn săn win và tôi đang rất muốn lên những cái clip rất là tâm huyết cho anh em. Để làm sao mà anh em mình kiếm lúa trọn vẹn nhất. Ok chưa? Hai bàn tách à, hai bàn tách đi tài đi. Rất là muốn rất là tâm huyết đấy. Khi mà lên clip cho anh em như này tôi rất là tâm huyết. Còn chúng win này thì nhiều khi là có phải nhiều khi mà thực ra thì đôi khi là đi những cái con game như kiểu con Trung Win ấy thì anh em có thể thấy rồi đấy, con này ra rất là lâu và số lượng anh em tham gia cũng rất là nhiều, dường như là không có luôn, dường như là không ít đâu, dường như là rất là nhiều. Nhưng mà anh em lại thích con Trung Win này thì nói, nhưng mà con Go 88 chẳng hạn thì con đấy thì cũng đã nát rồi, cũng gần nát rồi, gần nát rồi, nên là anh em lại chuyển sang cái con Trung Win nhiều. Và chính vì càng nhiều thì một nó sẽ dìm cho càng nhiều anh em đi, càng nhiều cho anh em đi. Như quả này cầu 1 2 3 tích tài nhưng mà nó lại bẻ với thành cầu 2 1 1 đấy, thì nó không còn như những cái thời gian đầu nữa, thực sự nó không còn như những thời gian đầu nữa, giờ nó đã khác thời gian đầu rồi, nó rất là khác anh em, thật sự nó rất là khác đấy, rất là khác luôn. Thì anh em khi mà anh em tham gia những game mới thì em nên lựa chọn, đấy là lời khuyên tôi vì tôi cũng là một người chơi và tôi cũng chơi rất là lâu rồi, tôi chơi từ xem nào 5 năm rồi. Nhưng mà đời đầu sẽ là con Suwin cũng rất nhiều nhiều con game, nhưng hầu như là tôi tham gia con Suwin cũng khá là nhiều, tôi đã tham gia 5 năm rồi. 5 năm thì mới ngồi đây để nói chuyện, ngồi đây thì mới làm clip cho anh em đấy. 5 năm là một khoảng thời gian cũng rất là dài, rất là dài không phải là ngắn anh em ạ, rất là dài luôn. Ok chưa? Nên là khi mà những em mới lần đầu người chưa từng trải thì hãy lắng nghe người từng trải anh em ạ, hãy lắng nghe từ người từng trải nên chơi gì nên theo gì, chứ không đừng đừng để khi mà anh em đã nhận ra được cái điều đấy rồi thì anh em đã không còn cái gì nữa anh em. Con Zugin này đặc điểm của nó là nếu mà nó nhả thì anh em sẽ được, còn không nhả thì anh em toang theo tháng theo tuần theo ngày, nó là chuyện bình thường, nó là chuyện bình thường anh em nhé, nó là chuyện bình thường. Ok chưa? Nó là chuyện quá bình thường luôn, quá là bình thường, rất là bình thường luôn đấy. Nếu mà anh em không lắng nghe tôi là anh em sẽ rất dễ là toang, hồi giờ rất dễ là toang luôn đấy, tôi chỉ nói thế thôi, chứ còn bây giờ thì tôi không kiếm lúa con Trung Win đấy, cái điều đây là thật, thật sự là tôi không kiếm lúa con Trung Win, tôi đang kiếm lúa những cái tựa game mà nó cũng ra đi lâu rồi, nhưng mà tôi thấy là con này tôi tham gia cũng được 2 3 năm nay thì tôi thấy cũng rất là ngon. Đây thì giờ tôi với anh em sẽ đi vào con này game lên luôn anh em nhé. Đây và đây là con game thiên đường ở chơi, thì con này tôi kiếm lúa được 2 3 năm nay rồi và con này cũng ra rất là lâu rồi đấy. Bây giờ thì càng ngày càng nhiều anh em biết đến thì lại clip, những cái clip tôi làm cũng clip rất là lâu, thì những cái clip mà tôi làm cho anh em thì càng ngày càng nhiều anh em biết đến này, càng ngày càng được nhiều anh em tham gia, anh em ủng hộ những cái phương pháp anh em kiếm luôn được, tôi kiếm luôn được, anh kiếm luôn được đấy, điều tôi rất là thích, thật sự luôn, đấy là một cái điều mà tôi rất là thích, rất là quý khi mà anh em đã ủng hộ những clip của tôi. Đấy, trong con này rất nhiều game và đặc biệt con này là vấn đề vào lúa ra lúa chỉ trong vòng 30 giây đến 60 giây thôi đấy, và trong đây rất là nhiều game đấy, những cái mà cái tối thiểu mà mình phải biết, vì vào lúa tầm 30 giây, 30 giây thì mình gặp những quả cầu đẹp thì mình vào luôn, như con Trung Win 7 7 8 phút thì bây giờ thì mình kiếm lúa kiểu gì đúng không? Bây giờ mình kiếm lúa kiểu gì? Đấy, là cái vấn đề mà tôi đặt ra đấy. Đấy là cái vấn đề mà tôi đặt ra đây anh em ạ. Phải vào tài anh em nhá, 2 mở tài đi. Hôm nay tôi cầm 5 M anh em. Hôm nay tôi cầm có 5 M thôi. 5 M thôi anh em nhá. 5 M thôi. Không cầm gì nhiều anh em. Cầm đúng 5 M thôi. À. 33 này, ra 5 luôn, tài 11. Lúc này thì mình em tài nữa. 5M tôi có thể đi được lên 10M. 10M tôi có thể nghĩ hoặc tôi sẽ lên 15, 20, thậm chí là 50M. Nhưng mà tôi tốt nhất là những anh em mới tham gia, và anh em mới tham gia thì tôi xem những clip với những cái phương pháp như này thì anh em nên ăn non như thôi. Anh em nên nhân đôi em nghĩ. Thật sự luôn. Cái gì chứ cái mà ăn non ăn nhân đôi nghĩ là một cái rất là tốt anh em ạ. Nó rất là tốt. Thật sự cái đấy là một cái điều rất tốt anh em ơi, điều rất là tốt luôn. 29 tài anh em nhé,
một cái điều rất là tốt, tại vì mình biết biết điểm nghỉ, kể cả biết cầu có đẹp hay là phương pháp thôi, nên cho anh em có dễ. Thì anh em biết vẫn biết điểm điểm nghỉ là anh em đã thắng rồi. Thì anh em là muốn tham gia thì có thể tải ngay game về, link game tôi để bên dưới cho anh em. Khi em tải game về anh em sẽ được nhận gift code từ 10k đến 88k, anh em bên em 1 lít, anh em thì cũng đúa rồi, min này chỉ 1 lít thôi. Và link game tôi để bên dưới cho anh em nhé. À, tiếp tục nào, tài nào, tài 29 nào, 442, ok không sao anh em, 442 không vấn đề gì cả. Kép 11 nó có thể lên con 14 hoặc là về con 10. Đấy, kép 11 lên con 14 hoặc về con 10 thì phát này nó đã về con 10 rồi. Sẽ có 421, 421 thì phát này chắc cú rồi, chắc chắn luôn, chắc cú luôn, phát này sẽ là tài, à sẽ là xỉu, ok chưa, sẽ là xỉu, sẽ là cầu 41, 423, sẽ là cầu 423, phát này tôi sẽ unin luôn. À, Odin không run anh em ạ, à. Odin không run, không có gì cả, à, hiểu không? Nếu không như con su win, bây giờ như con su win này nhá, em đi đúng không? Bây giờ cái trường hợp này đi, như cái trường hợp này đi, vị là cầu 421 trong đây là 123, mà nó không này tách, đấy thì bây giờ đấy, xong lại 2113 thế này thì đi nó rất là loạn, đi nó cực kỳ là loạn luôn anh em, cực kỳ là loạn luôn. Anh phát này tôi vào xỉu, ok chưa? Tôi sẽ vào xỉu anh em nhá. 3 đến 5 bờ một ngày kiếm nó cực kỳ là dễ dàng luôn anh em ạ. À. Thấy chưa, lụm luôn em xỉu 9 này. Lụm luôn em xỉu 9. Đấy thôi, có lẽ tôi xin phép là dừng clip ở đây rồi anh em ạ. À. Tại vì thời gian thì cũng không cho phép. Anh em nào quan tâm thì có thể đăng ký kênh. Thì hàng ngày tôi sẽ lên những clip chi tiết ăn thông 5 người tay cho anh em. Để anh em áp dụng anh em nhá. Ok chưa? Thôi, bye bye tất cả anh em. Bye bye anh em. Chúc tất cả anh em một ngày mới thật là vui vẻ anh em nhá, và kiếm lúa thật là thành công.